đặt tại Huế và đầy bóng cây xanh. Chủ cơ sở này là chị Thu, con út của bà Hường. Nguyên liệu chính để sản xuất phấn nụ là cao lanh hảo hạng, trắng, mịn và không chứa tạp chất, cộng với hơn 10 vị thuốc bắc, chủ yếu là rễ các loại cây có tác dụng dưỡng da và một số loại hoa tạo hương thơm dễ chịu. Các vị thuốc này không tiệm nào có đủ nên phải mua từ nhiều nơi. Vì vậy, nếu không phải là con gái trong nhà được truyền nghề thì không thể biết đủ tên các vị thuốc. Đây, đây là phấn nụ gia truyền bà Tùng, có từ đời Nguyễn của vua Bồ Đại. Ngài Đức Tử Cung là mẹ của vua Bồ Đại đã từng xài cái loài phấn nụ này. Rồi bà ngoại của dì là làm trong cung, cái truyền lại cho mẹ dì, rồi mẹ dì truyền lại cho ba chị em của dì, ba chị em mà quay dì là rồi dì truyền lại cho ba đứa con gái của dì. Dì là đời thứ tư. Sau khi là mình nhào trộn xong rồi là mình đổ theo như vậy này, như đổ như vậy mà mình phải tình tâm mà phải chờ đợi. Cái này làm phải chịu khó chờ, nhìn thì nó đơn giản đó, nó bằng thủ công mà phải chờ đợi, cho nó ấy. Còn thôi mình đổ nhào lên thì nó không được thành nụ. Mà cái tâm mình cho tình nữa, mình mà có suy nghĩ gì cái là nó mình rụt khuôn ra, nó đổ hết, nó không lên nụ được. Các nguyên liệu này được tuyển chọn rất kỹ càng. Nguyên liệu đạt yêu cầu phải không quá già hoặc quá non để đảm bảo cho chất lượng của phấn nụ. Có khi 1/3 nguyên liệu phải bỏ đi do không đạt yêu cầu. Sau đó, nguyên liệu được đưa vào phòng kín. Lúc này, ngoài những người đích thân nắm giữ bí quyết pha chế thì không ai được phép vào. Sau nhiều giờ, sản phẩm được đưa ra ngoài để nhào trộn cho đều nhuyễn. Tiếp đó là quy trình phơi sương, phơi nắng và nhào nặn thành thỏi phấn nụ. Có một điều rất đặc biệt là chỉ có nước mưa ở xứ Huế mới sản xuất được phấn nụ. Nước phải hứng lấy nước trời và chỉ lấy sau trận mưa thứ hai trở đi. Sau đó phải lọc nước thật sạch, cho vào bể lớn, đậy kín và dùng để sản xuất quanh năm. Cái này mà nếu gặp mùa nắng, phơi được nắng thì nó rất là đẹp. Nó trắng giòn lắm. Còn không được nắng thì lâu, nhiều khi hơn cả tháng trời. Sau khi viên phấn nụ đã hoàn thành thì được đưa vào hộp để bán cho mọi người tiêu dùng. Năm nay là chị đã 47 thôi, 47 tuổi rồi, nhưng mà chị biết được việc phụ nữ này là hồi chị con gái, rồi chị thấy cảm thấy sai mạc giá tốt, cho nên là chị cũng là giới thiệu bạn bè Hà Nội, Sài Gòn hoặc Đà Nẵng hoặc là ở Huế đấy là nhiều nhất là biết đến phần của bà Tùng, tức là nhiều cái cảm giác rất là mát này, vậy là đỡ mụn này, đỡ nhơn này, đó cho nên chị xài cũng là lâu rồi.